Tất cả mọi người đều tìm cách để được thành công trong đời sống và trong lao động. Để đạt được mục tiêu này, cần phải khôn ngoan và Thiên Chúa là đấng khôn ngoan. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, ta hãy xin Người ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Người. Xin cho chúng con sớm được đầy no những ân tình Ngài, để lòng trí con luôn được vui sướng hân hoan. Xin cho chúng con sớm được đầy no những ân tình Ngài, để lòng trí dạy chúng con biết đêm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trả lời cho con để tới bao giờ, xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. Chúng con trọn đời vui sướng hân hoan. Lạy Chúa, xin bù lại những ngày nhục nhã tôi hờn, xin niềm vui chưa chan thay những nguy nan. Xin cho chúng con sớm được đầy no chúng con nhìn thấy sự nghiệp, và cho con được